đây có rất là nhiều cái câu hỏi của quý vị Phật tử hỏi về những hiện tượng lạ. Ví dụ như hỏi như thế này: A Di Đà Phật, cho con hỏi, phía sau lưng của con bên trái tầm khoảng 2 đến 4 giờ giống như có con gì chạy sau lưng. Khi con niệm A Di Đà Phật một hồi thì hiện tượng đó biến mất. Nếu không niệm thì xuất hiện nữa và nó cắn rất đau. Con muốn xin hỏi thầy, con phải làm cách nào để cho hiện tượng đó biến mất? Rồi có người lại hỏi là không biết sao con lên trước bàn Phật là con ngáp chảy nước mắt, nước mũi. Con ra khỏi bàn Phật con hết bị ngáp. Rồi là con ngồi niệm Phật mà trên mặt con ngứa, khi hết niệm Phật mặt hết ngứa là sao, làm sao cho hết? Đó cũng là hiện tượng lạ nhiều lắm. Ở trong nhà Phật hiện tượng lạ nhiều lắm. Còn thầy kể hiện tượng lạ nữa nè, không nghe Pháp thôi, nghe Pháp ngủ gục không, đó cũng hiện tượng lạ đó. Không tụng kinh thôi, tụng kinh ngủ gục không, cũng hiện tượng lạ đó, thấy không? Đó, nhiều hiện tượng lạ lắm. Ngồi thiền chút cái đau lưng hiện tượng lạ đó ha. Niệm Phật hồi cái buồn ngủ hiện tượng lạ. Cho nên quý vị ở đây có nhiều cái hiện tượng lạ quá. Nhưng mà ở đây thì thầy nói cho quý vị luôn. Ví dụ như mình là bị đau lưng ở ngoài phía sau, như có con gì nó cắn vô sau lưng của mình á. Rồi cái Phật vị Phật tử này nè, mới niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm hồi thì tự nhiên cái con này nó nghỉ cắn. Cái vị này nghĩ đó là một cái hiện tượng tâm linh, hiện tượng tâm linh giống hệt như có con gì phi nhân ở cái thế giới nào đó nó đến nó cắn. Rồi bắt đầu mình niệm Phật cái nó sợ, cái câu niệm Phật cái nó chạy, ví dụ vậy đó. Cái này là không phải nha, bởi vì đừng có nghĩ như vậy. Mà đây là cái mình bị một cái loại bệnh tâm lý, tức đây là một loại bệnh tâm lý thôi. Và cái mình có cảm giác, tức là cái cảm giác của mình nó có hai loại: một cảm giác tâm lý và một cảm giác thâm nhập. Bây giờ ví dụ như có một con sâu gì đó nó thâm nhập trên da, mình cảm thấy ngứa. Ngứa là da mình báo hiệu có một vấn đề, có gì đó thâm nhập, ông phải coi đi, ông phải phủi, ông phải bảo vệ da, đó là bảo vệ bản ngã mình đó. Đau cũng vậy đó, đau chỗ nào tức là cơ thể mình nó báo bằng cái cảm giác. Ví dụ như chúng ta đau trên đầu, đau cổ, đau lưng, ngứa chỗ này, ngứa chỗ kia, ngứa chỗ nọ, nhột chỗ này, nhột chỗ kia, nhột chỗ nọ, tê chỗ này, tê chỗ kia, tê chỗ nọ, đó là cảm giác. Cảm giác nóng, lạnh, nóng, lạnh, trơn, nhám gì đó, rồi là ngứa, nhột, mỏi, đau, tê, nhức. Đó, tức là những cảm giác của cơ thể mình mà mình có thể phân biệt ra những cái loại nó như vậy đó. Ví dụ ngồi nó bị tê tê, nhức nhức, ngứa ngứa, nhột nhột, đau đau, mỏi mỏi, vân vân. Thì tất cả đó là cảm giác cơ thể. Mà cơ thể mình có hai loại. Một loại cảm giác là nó có nguyên nhân. Nguyên nhân ở đây chúng ta đang nói tới nguyên nhân vật lý. Ví dụ như mình là ngồi thiền lâu quá đó, thì chúng ta không có nhúc nhích. Không có nhúc nhích đó, thì là cái chỗ mà mình tiếp xúc với cái đất, hoặc là tiếp xúc với niệm, tiếp xúc gì đó, cái chỗ đó nó không được là lúc lắc qua lại. Thành thử ra nó mới đè nén cái phần thịt mình xuống đó đó. Nó làm cho các mạch máu đó một cái thời gian lâu nó bị hẹp cái ống dẫn mạch đi, làm cho máu chạy qua không được. Thì chúng ta có một cảm giác tê. Tê để gì? Để nó báo hiệu cho chúng ta biết là chỗ đó nó đang bị nghẹt. Ông chỉ cần nhúc nhích cái máu nó chạy xong là nó hết tê. Cho nên những người ta bị tê á, người ta bóp, hoặc người ta thay dầu nóng chút xíu là hết hoặc là bóp chúng nó hết, là tại sao nó thông máu lại nó hết. Như vậy tê á, nó cũng là cái tốt, nó để báo mình. Nhưng mà ví dụ như cái đau nghẽn mạch nó đau, hoặc là mỗi cơ quan nào đó nó nguy hiểm nó đau, đau nó cũng là báo hiệu cho chúng ta biết được rằng là nơi đó đang bị nguy hiểm. Nhưng mà đau quá mình chịu không nổi, mình uống thuốc giảm đau.
Uống thuốc giảm đau không phải là trị bệnh, mà uống thuốc giảm đau để cho cái cảm giác mình đừng đau thôi. Nhưng bệnh nó vẫn là bệnh. Thuốc giảm đau nó không có trị được bệnh. Bây giờ ví dụ như á, nó nghẹt cái mạch máu cho đó, mình uống thuốc nó thông máu thì nó hết cái nghẹt cho đó, nó hết bệnh. Còn đằng này nó nghẹt cho đó, nó đau mình uống thuốc giảm đau, mình thấy nó không còn đau nữa, dễ chịu. Như vậy thì là hết bệnh, không phải. Bệnh còn nguyên à, nhưng mà hết thuốc nó đau tiếp, không phải hết thuốc nó đau tiếp đâu. Mà nó đau là y như vậy thôi, nhưng mà cái cảm giác của mình á, mình làm cho uống thuốc vào nó đánh lừa cảm giác của mình, là cảm giác của mình không còn biết cảm giác nữa. Cho nên cái sự đau đó nó giảm xuống. Chứ không phải là hết thuốc nó đau. Mà là cái đau nó hoài vậy đó, nhưng mà thuốc nó vô nó làm ta tê lên thì người ta cảm giác nó là ít đau, chứ thực ra nó cũng báo hiệu y chang nha. Nhưng mà cái cảm giác của mình á, nó bị trùng xuống vì lý do người ta uống thuốc giảm đau. Nên nếu quý vị á, là cơ thể mình nó đau mặt vật lý, có nghĩa là có nguyên nhân đó. Cho nên bất kỳ cái cơ thể mình nó có một dấu hiệu gì sai khác thì là chúng ta phải để ý coi nó là bị cái gì, nó nguyên nhân gì, thì chúng ta tìm giải quyết nguyên nhân đó thì nó hết cái hiện tượng đó. Cái thứ hai nữa, nó không có nguyên nhân đó mà chúng ta cảm giác y chang. Ví dụ như cái mặt mình ngứa đi, ví dụ như có con ruồi gì đậu mặt mình ngứa, không có con ruồi đậu mặt cũng ngứa nữa, cái đó nó cảm giác nhột nhột ngứa 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 trên mặt chẳng hạn. Đó không có con gì đậu gì hết trơn á, đó là thần kinh cảm giác. Cái thần kinh cảm giác nó đánh lừa mình đó, chứ thực ra là chỉ cần mình chú ý khác nó hết à. Cái đó chỉ cần mình chú ý khác nó hết là thần kinh cảm giác đánh lừa mình, chứ thực ra nó không có bị cái gì chỗ đó hết trơn á. Ví dụ như mình cái tay nè, nhột 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 nhột, mình nhìn lên không thấy cái gì hết trơn, nhưng mà đó là loại thần kinh cảm giác. Cái thần kinh cảm giác này á, nó bị xáo trộn một cái gì đó. Tại vì các dây thần kinh á, nó từ cái mạch máu nó dẫn từ mạch máu nó mới truyền tín hiệu. Nhưng mà về cái mạch đó nó có vấn đề vậy đó, cái dây đó nó có vấn đề gì chút xíu thôi chứ không nhiều, nó mới gây ra chúng ta cảm giác nhột, cảm giác ngứa, hoặc là cảm giác có con gì nó cắn, hoặc mắt giật cũng vậy nữa. Quý vị là nó có nghẹt cái mạch nào đó, nhỏ nhỏ đó, nó giật hồi nó thông hết thì nó hết giật vậy thôi. Nhưng mà đó là nó nhỏ thôi, nó không phải lớn. Cho nên trong cái trường hợp á, mà quý vị á, là 2-3 giờ sáng, 2-3 giờ chiều, nó 2-3 giờ chứ 2-3 giờ chiều á, thì giống như cái con gì nó chạy rần sau lưng mà nó quặp mình, nó cắn. Cái vị Phật tử này á, mới ngồi xuống niệm Phật. A Di Đà Phật, 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 cái hồi nó hết. Cái hồi mình quên, rồi mình ngưng mà không niệm nữa. Cái đầu là nó cắn tiếp. Nó cắn đau nhức ngoài sau lưng bên tay phải, tay trái. Đây là một loại thần kinh cảm giác. Cho nên nếu chúng ta chú ý vào cái khác nó hết à. Nhưng mà nếu nó không phải là thần kinh cảm giác mà có cái gì da chạm vào nó gây đau. Ví dụ như là chúng ta có một vật nhọn gì đó mà nó tiếp xúc với da mình, là da mình báo có vật nhọn bằng cách nó đau. Thì dầu cho chúng ta có tập trung niệm Phật đi nữa nó vẫn đau. Nhưng mà nó bớt hơn chút xíu nếu chúng ta chú ý câu niệm Phật thì này nó bớt xuống, là tại vì trong một khoảng sát na thời gian chúng ta không có thể để ý nhận diện được hai cái cùng một lúc, mà chúng ta chỉ để ý nhận diện một cái thôi ở trong một sát na. Cho nên đó là sát na đó đó, mình để ý mình nhận diện cái khác niệm Phật thì cái này đó, nó bị phai mờ đi. Cho nên người ta bệnh đó, người ta tập định đó, thì là nó sẽ giảm đau. Ví dụ như người ta tập định, quý vị có xem cái bộ phim gọi là Tam Quốc Trí Diễn Nghĩa của La Quán Trung á, thì trong đó có một cái nhân vật gọi là Quan Văn Trường bị một cái mũi tên bắn vào trong tay, cần phải được phẫu thuật hay là nổi mục gì đó, đại loại là cái tay bị thương phải phẫu thuật, hình như tên bắn vậy. Thì lúc đó ông Qua Đà tiên sinh á, ông mổ. Ngày xưa mà cái công nghệ mổ đâu có thuốc giảm đau, mà cũng ổng cũng không có dùng cái phương pháp châm cứu để gây tê nữa, do đó rất là đau. Thì ngày Quan Văn Trường á, nói là ông cứ mổ đi. Thường thường á, người ta mổ bằng cách đó là người ta ngậm cái chiếc đũa,
Để chi khi mà la làng lên cắn lại đó, cắn đôi chúng chiếc đũa chứ không có cắn chúng cái lưỡi của mình. À, cho nên là ta đau quá ta cắn răng, ta rắn răng ta chịu đựng á. Đau quá ta rắn cắn răng chịu đựng. Cho nên đó là nếu mà mình cắn nhanh quá sẽ cắn nhầm lưỡi. Cho nên ta để cái cây đũa nè, ta để ngang cái hàm răng mình cắn lại là cắn dính cây đũa. Thì lúc đó quan dân trường á là không cần đâu. Ông ấy đánh cờ với một người khác. Rồi giơ tay ra cho ông làm gì làm đi, đánh cờ. Tức là ông đang tập trung cái tinh thần vào trong cái ván cờ. Thì lúc đó ở bên đây không để ý thì cái cơn đau nó sẽ có thể có, nhưng mà nó chịu đựng được, nó nhẹ hơn. Còn chúng ta để ý tới nó, chống lại nó chừng nào nó đau kịch liệt chừng đó. Quý vị không tin ha. Ví dụ mình đi đau bụng ăn gì bị đau bụng thì lúc đó mình xức dầu đương nhiên rồi. Nhưng mà mình đừng để ý tới nó, đừng có chống lại nó, đừng có chống lại cơn đau. Có nghĩa là mình gồng lên chống lại cơn đau, đổ mồ hôi, sức mồ hôi hạn đó. Mình gồng lên đấy, cơn đau mình chống lại nó thì nó vẫn đau, có thể đau hơn nữa, mình để ý tới nó mà. Nhưng mà bây giờ mình để ý tới cái khác. Ví dụ như thường thường người ta tập trung vào thiền định được thì người ta nhập vào thiền định, người ta mới hết đau ở đây. Không phải hết đau mà nó không để ý cái đau thôi, nó vẫn diễn ra. Hoặc là người ta niệm Phật, mà niệm Phật miệng niệm tay nghe, hoặc là miệng niệm mà tâm hướng về cảnh giới của Phật, gọi là quán tưởng. Để niệm Phật mà phải niệm tới tâm a địa nghe, tức là niệm tới chánh định á. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình xả bỏ bên kia, có nghĩa là mình đừng có để ý về phía bên kia hết á, mà mình đó là chỉ để ý tới cái câu niệm Phật của mình thôi. Thì người đó đạt được một cái sức định gì đó ở trong tâm á, thì cái mức độ đau á nó sẽ giảm xuống. Đây là điều có thật khoa học á, chứ không phải nói gì tâm linh không đâu, mà vẫn là tâm linh. Nếu mà chúng ta niệm Phật có mười phương chư Phật gia hộ, chư Đại Bồ Tát gia hộ, thì là mình cũng được sự gia hộ đó, mình giảm đau dần dần. Thì đây á, Phật tử đang bị một cái chứng là cảm giác thôi. Tức là cái cảm giác này nó đánh lừa, gọi là thần kinh cảm giác nó đánh lừa mình. Khi mà nó bị một cái gì đó, cái thần kinh cảm giác á, nó bị rối loạn. Thần kinh cảm giác bị rối loạn, cho nên á là ông ta cảm giác thấy nó quặp vào sau lưng. Nhưng mà khi mà mình chú ý tới mình niệm Phật thì tự nhiên á mình thấy nó không có quặp nữa. Như vậy mình nghĩ á là có thằng con nào đó đó, nó canh á ngoài sau lưng mình, nó quặp mình hoài, nó cắn. Tới mình niệm Phật lên có gia hộ cái nó hết, cái không niệm cái nó cắn tiếp. Cái đó là chẳng qua là cảm giác thôi. Nên quý vị không sợ, tại vì nếu nó luôn luôn thì đó là một cái dạng loại bệnh gì đó mà nó báo hiệu cho mình. Còn cái này nó đâu có luôn luôn đâu, nó nghĩa là có một chút rồi nó hết, có một chút rồi nó hết. Khi chúng ta niệm Phật thì hết, là niệm Phật mình đã chú ý tới câu niệm Phật rồi thì cái kia nó sẽ giảm xuống từ 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 từ. Như vậy đó là một dạng thần kinh cảm giác mà thôi, chứ không có gì lạ lùng gì ở đây hết á. Còn ví dụ chúng ta lên trên bàn Phật, mình thắp nhang, cái tự nhiên bị ngáp, vắng ngáp, dài ngáp quá trời luôn. Cái có nhiều người bối bài á, là trời ơi cô này tổ cô theo, hoặc là củ quyền gì đó ha. Dần dần nhưng mà theo thầy nghĩ á, là cái vị này nè, cái nghiệp vị kiếp xưa á, ví dụ như cản người ta không cho người ta tu tập hay gì đó, cản người ta không cho người ta đi chùa hay gì đó, bây giờ á bị cái nghiệp là mỗi khi người ta lên ta thắp nhang, cái là mỗi khi lên thắp nhang ngủ gục, tức là không có sáng suốt. Tại ngủ gục á thì nó làm dạng hôn trầm thị miên, cho nên nó không có sáng suốt khi mà chúng ta thắp nhang hành lễ. Cho nên có những người tụng kinh, thầy có ông sư đệ nha, ơi ơi ổng lên tụng kinh là ổng ngủ ngáy luôn á. Lúc đó còn nhỏ ngồi ngủ, ổng ngủ trên cái mày tay đang tụng vậy đó, cái kệ tụng á, ổng ngủ lên luôn. Nó thấy ngủ ngon lành á, vậy mà tự nhiên hết kinh cái ổng hết ngủ, thấy không? Cho nên đó là một dạng bệnh hôn trầm thụy miên, mà đây là nghiệp của kiếp xưa, đâu phải bây giờ mới có đâu. Trong nhà Phật đã từng có nhiều người có vậy lắm đó.
đó là ngài Anuruddha, tức ngài Ana Luật á, là em chú bác với Đức Phật. Ông bị cái bệnh này nè, tức là khi á là Đức Phật thuyết pháp lên là ông nghe cái là ông ngủ, ngủ trong bụng, ngủ ra, ngủ gà, ngủ gật, ngủ trong bụng, ngủ ra, bị Phật quở. Do đó từ đó sao ông phát nguyện ông không nhắm mắt, có nghĩa là mở mắt luôn mà không nhắm mắt thì nó không ngủ. À, mở mắt luôn chỗ đó thì là mắt mình nó bị cay, mắt mình nó bị cay cái nó đỏ lên như mắt nhậm vậy đó. Thì lúc đó là ổng bị là nước mắt nó chảy quá trời luôn, thì mời thần y đến để khám. Thì thần y đến nói là ông này ông chỉ có mở mắt không ngủ thôi, bây giờ ngủ cái nó hết à. Nhưng mà ông đã thệ nguyện rồi, ông dứt phát không không chợp mắt để ông chống lại cái bệnh hung trầm đó, để ông tu tập. Giờ ông quyết chí không mở mắt tiếp, mở mắt tiếp, mở mắt tiếp. Thời gian sau hai mắt không thấy đường luôn, là bị mù mắt luôn á. Khi bị mù mắt xong á, Đức Phật đến dạy cho ông một cái pháp quán gọi là quán tam muội, chỉ trong cái pháp quán gọi là quán tam muội, ông đắc được quả A La Hán, có thiên nhãn. Từ đó ông dùng thiên nhãn đi không à, và đi khất thực cũng dùng thiên nhãn không, chứ không có dùng nhục nhãn bình thường mình, tại vì nhục nhãn không thấy. Ông là một trong những cái vị tỳ kheo thánh tăng mà ở bên Đức Phật khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusinara đó. Hình như là lúc đó chỉ có ngài Anan với ngài Anuruddha là lớn thôi à, còn các vị tỳ kheo nhỏ không à. Cho nên mà khi mà Đức Phật vào các tầng thiền định á, thì ngài Ana Luật tức ngài Anuruddha đó, ngài Anan hỏi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn phải không sư huynh? Thì lúc đó ngài Ana Luật nói là Đức Thế Tôn chưa nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn đã nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng tưởng xứ, và sức từng này Thế Tôn nhập từng kia, sức từng này nhập từng kia, thuần thục vậy đó. Rồi sức ca nhị thiền nhập tam thiền, và xuất tam thiền Thế Tôn nhập Niết Bàn. Nói chung là trong cái đoạn kinh đó, đó thấy mình đọc nghe thấy rất là cảm động cái đoạn kinh. Như vậy thì cái ngũ ngục nó là cái nghiệp, hôn trầm thị miên là cái nghiệp, mà muốn vượt qua nó phải trả giá, thấy không? Tức là ngài Anuruddha mở mắt liên tục, mở mắt liên tục luôn, và cho đến khi mà mắt không thấy đường luôn. Cho nên cái sự nỗ lực tinh tấn tu hành đến mức độ cao như vậy đó, là không phải ai cũng có cái quyết chí, cái nỗ lực. Thường là những người có quyết chí nỗ lực đó là đủ lòng tin và Đức Phật đi xuất gia tu tập á, thì các vị đó thường là các vị sẽ đắc quả hết, đắc quả A La Hán hết. Chứ các vị đó không có là thành là một người bình thường đâu. Cho nên đó, quý vị á, thấy là cái hiện tượng lạ mà mình thấy đó cũng chẳng qua là cái nghiệp nhỏ nhỏ của mình mà thôi. Mình đừng có để ý. Muốn sợ á, thì quý vị đi khám bệnh đi. Nếu mà chúng ta đi khám bệnh á, mà không có bị gì sao hết á, thì thôi. Thì mình chú ý, mình niệm Phật thôi. Còn mà đi khám bệnh mà bị sao á, là mình phải điều trị thôi. Nhưng mà theo thầy nghĩ cái này chút hết chút không, nó không phải là thật sự là bệnh, nó là một loại cảm giác của cơ thể thôi. Cho nên khi tu tập á, nó nhiều cái hiện tượng lạ, nhưng thực ra đối với mình lạ chứ nó không có lạ gì hết. Ví dụ như người ta ngồi thiền, người ta thấy nguyên cái vùng ánh sáng ở trước đó, nó lạ không? Đó là quang tướng thôi. Người ta sơ định, sát na định, người ta sắp sửa nhập định thôi. Nó bình thường đó, một dạng quang tướng gì thấy. Cho mình thấy lạ. Có nhiều người niệm Phật á, là sáng lên luôn. Ví dụ như có một câu chuyện là cái vị này chỉ ở ngoài đảo á, thì vị đó có một cái am, vị đó ngồi niệm Phật tối ngày đó, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Vô, ông niệm Nam Vô A Di Đà Phật,
Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật. Tại cái chữ Hán á, dưới cái chữ Mô thành cái chữ Vô, cho nên á là ông đọc theo chữ Hán ông niệm Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật, cho đến khi á là có một cái vị thiền sư mới đi ngang tấp vào cái đảo của ông, và ban đêm thấy nguyên một cái ngôi nhà, tức là cái cốc của ông á, phát sáng cả một khu vực. Thì vị thiền sư mới thấy lạ, mới đi đến để mà xem, để thấy ông này ngồi niệm Phật cái chỗng. Cái khi mà ông niệm Phật xong á, đi ra gặp vị thiền sư chào hỏi. Vị thiền sư hỏi ông niệm cái gì vậy? Là dạ con niệm Nam Vô A Di Đà Phật. Vị thiền sư là xưa nay ta niệm Nam Mô không, mà ông niệm Nam Vô, ông niệm chật lắc rồi ông ơi. Ông là vị hả, ngoài này ông đâu có ai dạy đâu, ông có sách học không à. Cái ông bữa sau ông sửa lại Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà không thấy hào quang nữa, tức là không phát linh sáng dụng nữa. Là tại vì cái sức định á, cái quan trọng là sức định của tâm á. Khi người ta niệm á, Nam Vô A Di Đà Phật, Mô Phật quen đó, người ta chú tâm được trên câu niệm Phật đó, định tâm nó phát ra ánh sáng. Cái đó là cũng là hiện tượng lạ đó. Cái qua bữa sau không còn ánh sáng nữa, thì cái vị thiền sư á mới thấy vậy. Qua bữa sau nói với ông là không phải đâu, tôi nói để thử tâm ông thôi, chứ thật ra ông niệm Nam Vô A Di Đà Phật là đúng rồi đó. Cái ông niệm lại Nam Vô A Di Đà Phật, cái ông phát sáng hào quang tiếp. Có nghĩa là cái tâm mình định á, cái cách nào mà làm tâm định thôi. Còn cái chữ người ta dịch nghĩa ra, cái danh hiệu người ta dịch nghĩa ra gì thì cái đó là phần phụ. Nhưng mà phần chính á là tâm mình định ở trên đó. Cho nên có nhiều người ta niệm Phật tới tam ma địa, đó là niệm Phật tới cái cảnh giới gọi là cái cảnh giới chánh định á. Thì tâm của mình đó được sáng suốt, được trong sạch, nó phát triển lên. Nên trong trường hợp này quý vị đừng có sợ, hiện tượng lạ rất là nhiều. Cái hiện tượng lạ, ví dụ như thầy qua bên Pháp có cô Phật tử gọi là con á, con hỏi thầy làm sao con bắt gặp được một cái trạng thái mà cách đây 5 năm trước cổ tập ngồi thiền á, cổ ngồi thiền sao cổ rơi vào một trong trạng thái, cổ là cái trạng thái cổ ngồi thiền mà rơi vào trạng thái hỷ lạc sung sướng an ổn dữ lắm. Cổ rơi vào trạng thái đó đâu cỡ nửa tiếng có hơn, cổ là nó an lạc mà nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, thân và tâm mình như bay bổng vậy đó. Ngồi cổ lai cổ thích lắm, cổ ngồi rồi ơi sao hồi nào giờ chưa được cái sự an lạc của nội tâm như thế này. Sáng ra đi ra chợ, đi ra mà supermarket á, gặp mấy bà bạn kể trời ơi hôm tôi ngồi thiền mấy tiếng hồ trời tôi an lạc quá trời quá trời. Rồi từ đó sao ngồi hết vô cảnh đó luôn, mới lại ngồi cách mấy cũng không kiếm được cái cảnh đó hết á. 5 năm trời ngồi hoài luôn cũng không có được cái trạng thái cái cảm giác mà nó an lạc vậy. Cho nên đó là một hiện tượng lạ trong tu tập đó, nó hiện tượng lạ. Tự nhiên ngồi cái là tự nhiên nó lạc vào trong cái trạng thái, mà trạng thái đó là trạng thái rất là lạc, hỷ lạc phí tí, trạng thái hỷ lạc, trạng thái nhẹ nhàng thanh thản trong tâm mình. Cho nên cổ mới nói là thầy bây giờ làm sao con phục hồi lại được cái trạng thái đó. Thầy là trạng thái đó thầy không có biết cái trạng thái đó là trạng thái gì, thầy chỉ có hình dung là trạng thái đó là trạng thái hỷ lạc thôi. Thôi bây giờ á là mình nếu mà tọa thiền mình phải tọa thiền lại đúng cách, vào các đầy một thiền định á. Đức Phật dạy là sơ thiền sẽ có cái hỷ lạc như vậy đó. Sơ thiền ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Thì cái hỷ lạc do ly dục của sơ thiền này bây giờ mình học lại với cái sơ thiền để chúng ta nhập vào trong sơ thiền. Nếu khi nhập vào trong sơ thiền thì mình sẽ được cái hỷ lạc đó. Chứ còn cái hỷ lạc bữa trước á mà cô ngồi thiền thì thầy không có biết là hỷ lạc đó là sao, tại cô tả rất là hỷ lạc thôi. Nhưng mà theo thầy nghĩ á là mình chú tâm mà mình có nhiếp tâm được một chút á, nó rơi vào cái hỷ lạc đó. Nhưng mà tại sao lần sau lại là không có nữa, là tại vì chúng ta không có một phương pháp thiền cụ thể. Chuyến đó là sao, hoàn cảnh nó đưa đến cho mình, tâm mình nó định vào trong đâu đó tìm được hỷ lạc đó thôi, chứ không phải là mình có phương pháp định.
Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, con khoe gì mất đó. Ví dụ như có viên ngọc để trong túi nè, ai tới cũng móc khoe, trời tôi có viên ngọc nè, có ngọc đẹp không, có ngọc đẹp không, mấy lần sau móc ra mất tiêu. Tại vì cái gì quý là bị trộm nó lấy mất à. Cho nên đừng có bao giờ khoe cái gì quý chứ nha. Có khoe, khoe cái gì không quý á thì khoe. Mà thường cái gì không quý người ta đâu có khoe, đúng không? Ta khoe cái gì quý mà khoe cái gì là mất cái đó à. Cho nên tu tập cũng vậy đó. Thì tu tập thường thường ta trình pháp. Tại sao á là có những người mà ta biết vị này đã đắc tới cỡ này, vị kia đắc tới cỡ kia, là những vị trình pháp cho ông thầy mà trình chung đó. Người này trình rồi tới hai ba người kia ngồi đợi để trình pháp đó, thì mới nghe người này nói gì thầy mình, thì đó không phải là khoe. Mà ông thầy mình đưa cho mình một pháp tu, rồi đầu mình tu tập trong ngày đó hoặc hai ba ngày đó, thì mình mới nói với ông thầy là tôi tu quá thì nó đạt được vậy vậy vậy, coi ông thầy ông nói đúng không. Nếu ông thấy đúng thì ông phát triển thêm lên, còn thấy ông đúng kêu chỉnh sửa, sai chỗ nào sửa đó, thì đó là trình pháp. Cho nên những người mà tu tập thiền á, thường là họ trình pháp, là tập thiền samatha thì là họ trình pháp. Cho nên đó họ dễ tu tiến lên lắm, mà họ không đi lạc đường. Tại cái người thầy trực tiếp dạy cho mình đó là họ đã qua bốn cái tầng thiền định rồi. Cho nên họ biết cái đường đi lối lại, đường đi lối về, đường tắt đường vòng là họ biết. Nên á là họ nhẹ nhàng thôi, chứ họ không có là gì hết lên trình pháp. Thì người khác biết vậy đó, mới biết người đó đắc với cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó. Chứ không phải người đó đi khoe người khác tôi đã đắc được sơ thiền, nhị thiền, mà do trình pháp người ta biết mà thôi. Lâu lâu có những cái duyên gì đó gặp nghe trình pháp cái người khác biết, chứ bản thân người đó không có khoe khoang gì hết. Cho nên đó quý vị cũng là một hiện tượng lạ đó. Cho nên đi tu có chuyện, có nhiều cái hiện tượng lạ đó. Hiện tượng lạ là hiện tượng gì? Nó chưa xuất hiện trong tâm mình lần nào gọi là hiện tượng lạ. Nên có nhiều người á, ta niệm Phật thấy dùng ánh sáng. Có nhiều người niệm Phật lạc và trong sự hỷ lạc luôn. Có nghĩa là họ niệm Phật mà tâm họ rất vui, rất vui vui. Họ gán niệm người đó vui 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 vui. Đó là hỷ lạc, nó lạ đó. Xưa nay chưa gặp những cái trường hợp nọ. Rồi niệm Phật hết bệnh nó không có đau. Thì á là cũng là cái hiện tượng lạ trong cái sự tu tập. Quý vị coi cái kinh Thủ Lăng Nghiêm á, 52 món ma á, thì á là chúng ta thấy nhiều cái hiện tượng lạ trong tu tập. Hoặc là chúng ta xem kinh Lăng Già, hoặc là chúng ta xem Thanh Tịnh Đạo, thì nói lên cái những cái tu tập mà có những hiện tượng lạ. Chứ thật ra không có lạ gì đây chứ. Chúng ta tu đến cảnh giới nào nó sẽ xuất hiện những cái nó tương đương với cảnh giới đó mà thôi. Chứ nó không phải lạ quen, mà tại vì hồi nào tới giờ mình chưa có nhập vào ở trong cái cảnh giới đó, trong trạng thái đó mình thấy lạ. Chứ thực ra nó đâu có lạ gì đâu. Đó, bình thường Cho nên mình gặp cái trạng thái đó hoài hoài thì nó trở nên bình thường. Còn mình chưa bao giờ gặp trạng thái đó thì mình thấy nó lạ. Cho nên quý vị đừng có sợ gì hết á. Tu tập là ông ta tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố. Cho nên đó là đừng có lo sợ gì cả quý vị. Thấy người ta làm gì mình cũng đừng có động tâm. Hổm gài Phật tử cứ nhắn tin bức xúc quá, bức xúc quá. Ai tu mà đập cái tượng vậy đó? Là gì? Đúng không thầy? Đúng không thầy? Tu mà đập tượng đúng không? Thầy là thầy không có thấy nên thầy không có biết đúng hay sai. Nhưng đúng sai gì không biết, chứ mình sai rồi đó. Hỏi sai gì? Mình động tâm rồi là mình sai rồi. Người ta làm sai làm đúng là chuyện của người ta. Làm sai người ta mang nghiệp, làm đúng người ta được hưởng phước. Còn mình ở đây mình coi mình động tâm, phải không? Mà mình là người con Phật, tu để định tâm chứ đâu phải tu để động tâm. Do đó mình nói người ta sai nhưng mà mình lại sai. Mình nói người ta việc đó nó sai nhưng thực ra mình đã sai rồi. Mình đã vì cái việc đó mình động tâm thì là mình đã sai, hiểu không? Cái sai của mình không phải là sai đúng, mà cái sai của mình là tu sai. Còn người ta sai đúng là sai đúng cái đạo lý, người ta sai đúng cái đạo lý. Còn mình sai đúng là chỗ tu sai. Tu sai là mình thấy cái việc đó mình cho người ta sai, mình nổi sân nổi đùng 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 lên cho người ta sai là mình sai rồi. Tu phải nhẫn nhục, tu phải thanh tịnh, tu á là phải không có động tâm. Sao mà thấy cái việc đó mình động tâm? Vì chứ người ta làm tầm bậy không tức sao thầy?
người ta làm tầm bậy người ta bị nghiệp. Cái đó là mình thấy người ta làm bậy thôi, chứ nhầm khi người ta giải thích người ta nói người ta đúng làm sao ai biết, đúng không? Nhầm khi á người ta nói người ta đúng, mình nghe người ta giải thích coi tại sao người ta làm vậy, mình nghe coi có lý không cái đã. Chứ mình đừng có bao giờ thấy một cái sự việc gì đó mình kết luận liền và mình phản ứng liền với nó. Mình hỏi đi, thấy nó lạ, mình hỏi đi, đó cũng là hiện tượng lạ đó. Hỏi đi, hỏi coi em làm gì, làm chi vậy, biết đâu người ta nói nó hợp lý thì sao, hiểu không? Biết đâu, và ta nói người ta nói hợp lý. Cho nên mình phải hỏi người ta tại sao ông làm vậy. Tôi thấy cái chuyện này nó khác với lẽ thường nè. Ông làm vậy lý do nào, ông có bất kính không, hay là ông làm vậy ông có đau khổ không, hay làm vậy ông có an lạc không, hay làm vậy là một cái pháp môn gì, hay là như thế nào đó. Ông giải thích cho tôi nghe thử coi nó ra làm sao. Thì mình nghe người ta giải thích cho nó ra làm sao đi, rồi mình hãy kết luận. Còn đằng này mình đùng mình sân si, mình cho người ta sai vậy đó. Người ta sai đúng thì thầy không có biết, nhưng mình thì sai rồi đó, hỏi sai cái gì. Tu mà còn sân si sai hay không, tu còn nổi giận, tu không thanh tịnh, tu còn chấp trước, là mình sai theo giáo lý của Phật Đà. Đức Phật dạy là dầu hoàn cảnh bốn bên tám hướng xảy ra việc gì đi nữa, lòng mình giữ như bàn thạch. Vậy mình có giữ như bàn thạch hay không, hay là bàn gỗ mối ăn, gỗ bù xè ăn, nhớ không? Mình phải như bàn thạch, phải như bàn đá chắc cứng, như bàn đá ngon lành, như bàn đá không rung rinh, nhúc nhích không rung rinh, không sụt xịt, vậy mới được. Cho nên đó mình tu mình phải luyện ha, xung quanh mình cái gì cái kệ nó không sao, chứ cái gì còn có đó. Ai làm sai đối với nhân quả bị nhân quả nghiệp báo, ai làm sai với pháp luật thì bị pháp luật, ai làm sai với giới luật thì là bị phải sám hối vân vân, hoặc là tùy vào ở cái nơi có cái chế tài khác nhau. Ví dụ như ở trong nhà Phật, trong chùa hoặc trong giáo đoàn nhà Phật thì bị tội gì thì là biệt chúng, tội gì là phải quỳ hương, tội gì phải phạt làm lao động, tại vì không vậy đó. Cái đó là giới và luật, giới Đức Phật chế, luật là răn đe. Cho nên là mình lo gì, nếu người ta phạm nhân quả bị nhân quả trừng trị, còn phạm giới luật thì phạm giới có luật trị, còn phạm pháp luật thì có pháp luật nhà nước. Vậy mình lo gì? Quý vị vuột này còn kia, nhầm khi dính luôn 3-4 cái thì sao? Dân dân cũng lo gì có hết á. Nên mình nhìn coi như coi báo thôi. Để nói bao nhiêu lần rồi, trên mạng trên biết đó, coi như coi báo vậy thôi, đừng có động tâm với nó. Mình động tâm với nó thì là mình bị sai. Sai sao là mình không có giữ được tâm thanh tịnh cho một người tu tập. Dầu cho chuyện đó là đúng sai, đúng sai ở đời, đúng sai trong đạo, đúng sai với pháp luật, vân vân, thì có luật của người ta hết trơn hà. Do đó mà mình có nổi lên đùng đùng hay là cái gì đi nữa thì nó cũng vẫn là nó thôi, chứ mình có thay đổi được gì trong cái thế cuộc đâu, đúng không? Mình nhìn lên trời cái có bao dạng vì sao trái đất, mình cũng là một vì sao trên bao dạng vì sao đó, mà mình là nhỏ xíu đối với trái đất của mình. Vì nhìn lên trời mình còn thua cái viên cám nữa đó. Như vậy mà mình can thiệp được gì trong cuộc đời mà sân si chi, hiểu không? Cho nên mỗi lần á mình thấy gì mà mình phiền não khổ đau á, mình ra ngoài trời á, mình ngước lên nhìn trời thăm thẳm cao đó, bắt đầu ban đêm mình đếm xem có được mấy gì sao, bắt đầu mình đếm 1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao, 3 ông sao sáng, 4 ông sáng sao, 5 ông sao sáng, 6 ông sáng sao, 7 ông sao sáng, 8 ông sáng sao, 9 ông sao sáng, 10 ông sáng sao, 11 ông sao sáng, 12 ông sáng sao, rồi tới sáng luôn mới thấy làm sao hết sao mới sáng rồi hết, không còn sao nào đếm sáng đi mà đếm con dùng trời chút xíu, đếm sáng đi mà đếm con dùng, một là đếm sáng đi mà là đếm mệt luôn đó, là 1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao, 3 ông sao sáng, 4 ông sáng sao, đếm hoài tới đếm mệt luôn á mà vẫn còn sao, hiểu không? Như vậy trái đất mình cũng là một cái vì sao ở trong vũ trụ này thôi, không có lạ gì hết trơn á. Mà mình á là một nhân tố trên trái đất này nhỏ xíu, trong 7 tỷ người trên trái đất này mình cũng chả lạ gì hết trơn. Cho nên á
mình đừng có quan trọng quá bất kỳ cái gì cả ở trên đời này. Chúng ta chỉ có khổ với nó mà thôi hà. Thôi kệ nó đi. À, cho nên á, cái đúng cái sai ở đời á thì nó có cái luật của nó. Còn mình tu á thì phải giữ được tâm yên lặng thanh tịnh như lời Đức Phật dạy, như là người con Phật. Còn làm khác ở đó là mình sai. Giống như con cái sư cô còn trẻ lắm đi du học về, cái gặp một cái vị thầy giảng sư cũng còn trẻ nữa, hai người mới bàn với nhau, tranh luận với nhau về một bộ kinh, về một cái vấn đề. Thì cô cái vị này nói là A là sai, cổ nói là A là đúng. Cổ mới lấy kinh điển ra, cổ chứng minh cho vị này coi luôn nè, này kinh này nằm số mấy nè, trang mấy nè, kinh gì sao nói về vấn đề này vậy nè. Mà ông thầy kia vẫn không chịu, mà là không, cái vấn đề vậy là không có được này nọ. Bắt đầu cổ mới tức quá, giác chưa vậy đó. Bữa đó ở phòng trên phòng khách á là có hòa thượng đến giảng, cái cổ lại cổ gõ cửa. Cổ gõ cửa tại phòng khách thôi chứ không phải là cái dãy mà ở trong chúng của tăng. Phòng khách thôi thì phòng khách thì người ta đến được, chứ chúng của tăng là không được quyền đến. Cái gõ cửa, cái hòa thượng ra mở cửa hỏi có gì không. Cổ bái hòa thượng, là hòa thượng làm chủ cho con nè, con nói vấn đề gì nè. Ông sư huynh ông cãi nè, kinh này nè, kinh này này, đây con nói ở đây nè, hòa thượng làm chủ cho con, chứng minh cho con cái điều này, con nói ở đây mà ông sư huynh ông cãi con được. Bây giờ con nhờ hòa thượng chứng cho con, rồi ai đúng ai sai con phải cho ngã ngủ ngày hôm nay con mới chịu. Cái hòa thượng á, ngài nói là ồ con chứng minh đây nè, là đúng hết á, cái này có học nè, cho nên kinh này ở đây, kinh kia ở đây, kinh nọ đây là con chứng minh đúng hết trơn á, con không có sai gì đây hết trơn á, nhưng con có sai một chỗ thôi à, còn mấy cái này kinh điển này con đúng hết trơn luôn, tại con học du học nước ngoài về mà học giỏi lắm, cho nên con đúng hết trơn á, trang nào cũng đúng hết trơn á, kinh nào cũng đúng hết trơn á, lấy ra chứng minh chỗ này chỗ kia chỗ nọ vậy đó. Nhưng mà con có sai một chỗ. Hỏi sai chỗ nào? Là sai cái chỗ á, thứ nhất là giờ chỉ định của chư tôn đức là không có được lại gõ cửa. Cái việc gì cấp bách quá cứu người gì đó mới được quyền gõ, chứ còn cái chuyện này để tranh luận một vấn đề thì lúc nào mà không được, đợi người ta chỉ định xong 12 giờ tới 1 rưỡi chỉ định xong lên bạch. À, đó, như vậy á thì mình á ở ông chúng mà mình sai luật thấy không, ta giờ chỉ tịnh đâu có được quyền gõ cửa chư tôn đức, đúng không? Sai đó, sai cái thứ nhất. Sai cái thứ hai nè, tu mà còn tức, tại nãy nói là con tức quá chịu không nổi, tu mà còn tức, cho nên sai cái chỗ tức đó đó. Chứ còn kinh sách đúng chừng á, ý nghĩa câu nào cũng đúng chừng á, lấy dẫn chứng ở chỗ nào cũng đúng chừng, sai hai chỗ. Chỗ thứ nhất giờ chỉ tịnh ta mà không biết phép tắc, dân lại gõ cửa học không đến nơi đến chốn ha, đó luật mà. Cái thứ hai nữa là tu mà còn tức nè, đúng không? Đó, dầu cho mình đúng đi nữa trở thành sai, tại vì tu mà vì cái đúng mà mình tức. Như vậy thì nó đâu phải tâm thanh tịnh, nó ngược với con đường giải thoát vậy, đúng không? Tu là để tìm ra con đường giác ngộ, tìm ra con đường giải thoát, mà giờ mình làm hồi mình nghịch lại con đường giải thoát giác ngộ, như vậy là sai sai chỗ đó đó. Chứ còn ý nghĩa trong kinh trong sách gì đúng hết trơn á, chứ mình nắm được vậy đó không có gì. Cái người nào mà tu á mà giữ được cái tâm thanh tịnh, giữ được tâm an vui thì người đó là đạt được cái kết quả tốt thôi à. Còn người nào mà không giữ được tâm thanh tịnh, giữ được tâm an vui á, thì người đó tu dầu cho nó cao siêu cỡ nào cao siêu, nó cũng không có đạt được cái con đường tu tập. Cho nên ta an trú trong chánh niệm, an trú trong lòng từ bi, ta an trú trong tâm định, ta an trú trong tâm tĩnh lặng. Cái chữ an trú trong nhà Phật á, là giữ cái tâm đó kéo dài đi, kéo nhiều cái sát na nó sanh diệt trên tâm đó, nó giữ tâm đó nó kéo dài trong nhiều cái sát na. Như vậy thì ta gọi là tâm an trú. An trú trong chánh niệm, an trú trong từ bi, an trú trong tâm định,
an trú trong tâm thiền, an trú trong tâm thanh tịnh, an trú trong tâm niệm Phật. Nó đơn giản, an trú là bình an và giữ cái trạng thái của tâm đó. Cho nên thường á, người ta an trú trong lòng từ bi, cho nên lòng từ bi bàn bạc suốt ngày đó đó. Lúc nào người ta cũng từ bi chứ á, ta bàn bạc vậy đó, gọi là an trú trong lòng từ bi. Rồi người ta an trú trong định, ví dụ người ta niệm Phật. Mình chưa nói tới là mình ngồi thiền mà vào được các cái tầng thiền định của đại định đâu. Mà ở đây á, là chúng ta đang nói tới niệm Phật thôi. Niệm Phật, miền niệm tai nghe chúng ta an trú ở trong câu niệm Phật thôi. À, cái định câu niệm Phật thì nó định thấp hơn là cái định của thiền đề mục, thiền Kasina hoặc thiền hơi thở Anapanasati. Như vậy thì quý vị á, mới thấy á, là người ta định tâm trong đó, người ta an trú trong sự định tâm đó. Hoặc là người ta đạt được tâm thiền, tâm tĩnh lặng, ta an trú tâm tĩnh lặng. Đâu mình thực tập ha, mình an trú trong tâm từ bi một ngày, hai ngày mình thử coi. Ví dụ sáng sớm ra mình quán từ bi, phóng đạo từ bi đi ra và biến mãn khắp thập phương. Ở đâu có lòng từ bi, mình từ là thương yêu, bi là cứu khổ chúng sanh. Cho nên mình biến mãn khắp thập phương, lòng từ bi mình thương yêu tất cả chúng sanh, mình an trú. Giữ tâm an trú đó một ngày, từ sáng đến chiều bắt đầu giữ nó là ban bạc lòng từ bi thương yêu. Cho nên lúc đó là thấy con chó nó ngoắt đuôi liền, nó ngoắt đuôi là nó chào mình liền. Thấy con này con kia nó hiền xuống liền á. À, còn mà tâm mình giữ quá em khi bị nó sủa à. Cho nên á, nhầm khi lạ nó cũng sủa, mình không phải giữ nó. Cái đó này nói là nói chung chung thôi, chứ mấy người lạ lạ lại sủa là bộ con dữ lắm sao thầy. Không phải, mình không có nói nó nha, nó đó cũng nói cho chung chung, nói cho vui thôi nha. Rồi bây giờ có cái câu đây nè ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho con xin hỏi. Dạ thưa thầy, con thường thấy người ta quy y dông. Vậy ý nghĩa của quy y dông là gì? Và con cũng mới quy y dông cho người thân con. Thực ra không quý vị, mình nói quy y dông á là cái người nhà họ muốn cái người thân của họ khi sống á chưa quy tâm bảo, khi mất rồi á sợ á là đi tuốt luốt không có gặp Phật pháp để tu, cho nên á họ cũng mời về chùa quy y cho người sống nè, rồi quy dông luôn để cho họ nương tựa tam bảo mà tu. Cái đó là cái nguyện vọng của những người con, người cháu, người thân gia đình. Chứ biết còn ta còn ở đó không, hiểu không? Cả 9,99% là ta vừa đi tắt hơi cái là ta đã chuyển sang cảnh giới khác rồi. Biết còn ở đó không mà quý y, hay là tái sanh ở đâu rồi, ở đâu quý y? Ở đây nó mang cái tính là người nhà có tâm thương yêu người mất, không muốn cho người mất phải đi lang thang ở cõi này cõi nọ mà nó khổ đau. Cho nên người nhà hy vọng là nếu mà cái người này chưa đi cảnh giới nào đó, còn quân quảnh đâu đây, thì mời về quy y tam bảo để có pháp danh, để gieo duyên lành với nhà Phật, mà ở một cõi nào đó ở trong tương lai người này sẽ gặp Phật pháp mà tu hành. Cái ý nghĩa là chỉ có là cái mong muốn tốt đẹp của người nhà đối với cái người mất thôi, chứ người mất đó là vong hay là cảnh giới khác ai mà biết. Nhằm khi giờ người ta giảng sanh rồi, hoặc là nhằm khi bây giờ á đọa xuống địa ngục rồi, hay là nhằm khi bây giờ sanh làm người ở cõi nào đó rồi, phải không? Cho nên thường hay người ta cũng không biết hương linh giờ này ở đâu tiêu diêu, nơi miền cực lạc hay đỏ đài, nơi chốn khổ đau, cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát hóng ngọc hào quang tiếp dẫn hương linh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Ta nguyện vậy đó, là tại vì ta không biết ở đâu hết trơn á. Mênh mang trời đất biết ra ngã nào. Và cái gì mênh mang mang ở trong trời đất vũ trụ nó bao la, mình không có kể được cái sự bao la của vũ trụ. Nếu chúng ta lấy một cái mũi tên mà người ta giương ra, ta bắn một cái, một mũi tên đi hoài,
đi hết năm này tới năm nọ, tới năm kia, đời này đời nọ đời kia, trăm kiếp ngàn kiếp tỷ kiếp, cũng không bao giờ có một điểm giới hạn nào trong vũ trụ này. Cái vũ trụ này lớn vậy đó, giống hệt như chúng ta bắn một cái phát súng mà đùng cái bắt đầu là cái viên đạn nó bay. Nếu trong môi trường chân không á, nó là bay thẳng đều mãi mãi, nó bay hoài mà không bao giờ nó đụng một cái gì ở ngoài trước nó hết. Có nghĩa là không gian, nên không có cái chỗ mà giới hạn cái không gian, tức là giới hạn cái vũ trụ này. Giới hạn cái không gian này, nó không có cái điểm giới hạn của không gian. Với Tôn Ngộ Không, mà ông Ngô Thừa Ân á, nói là Tôn Ngộ Không á, đạp cái bay 3.600 dặm, bay tới cột chống trời luôn. Có nghĩa là năm cái cột chống trời chống lên, nó úp cái nón như nón xuống như cái trời mình, giống hệt như cái thúng nha. Mảnh đất này bằng nè, nó úp lên trên vậy đó, suy nghĩ vậy đó. Rồi phải có cột chống trời chống lên chứ không thôi á, cột đó chắc bằng bê tông cốt thép vậy á, chứ không thôi trời sập xuống. À, giờ đó mà ta sợ trời sập lắm. Ngày xưa á, hồi nhỏ thầy cũng nghe cái vụ này, là trời ơi năm nào đó sập trời, mình tính đâu là trời như cái thúng hay gì nha, rồi nó lủng cái thúng cái sập xuống, ai nhẹ trên là hư không, không là sập đi đâu, phải không? À, sụp đất thì có mà sập trời thì không. Ngày xưa người ta dùng chữ sập trời chứ bây giờ ít dùng, rồi tại giờ khoa học phát triển đó. À, người ta biết được là cái trái đất mình á, nó hình và dáng dấp của hình tròn, chứ cái đất trái đất mình cũng không tròn mấy đâu à, nó lồi lõm dữ lắm, nó xù xì sần sùi dữ lắm, ổ gà dữ lắm, biển á, rồi núi cao lũng thấp dữ lắm, chứ đâu có tròn do. Nhưng mà tại vì nhà xa mình nhìn tới mình thấy nó tròn như viên đạn vậy đó, chứ thật ra trái đất mình nó lồi lõm xấu, cái mặt lồi lõm á nha, chứ còn mà ở xa nhìn vô trái đất thì đẹp lắm. Trái đất mình nó có nước á, ở nước nó lóng lánh long lanh, khi ánh sáng mặt trời rọi vào đó mình nhìn thấy trái đất mình như là thủy tinh vậy đó. À, long lanh lóng lánh à, đẹp lắm. Trái đất mình đẹp hơn mặt trăng nhiều, mặt trăng toàn cát không vàng tươi, gọi là trăng vàng. Cái trái đất của mình á, có đất, có cây cỏ xanh, có nước, cho nên cái màu xanh mà những tán rừng như rừng Amazon rồi đó, nó in xuống cái dòng nước đó, nó xanh biên biếc, nó như một cái viên ngọc bích vậy đó. Cái trái đất mình á, ở từ mặt trời nhìn xuống, từ mặt trăng nhìn xuống, trái đất mình bự lắm. Mặt trăng mình nhìn xuống á, khi mặt trăng nhìn xuống trái đất á, là cái trái đất mình á, nó bự bự như cái nia vậy đó. Trái đất á, là nó lớn gấp 6 lần cái mặt trăng. Cho nên mình nhìn ở đây, mình nhìn thấy cái mặt trăng ba lớn đó, thì mình ở mặt trăng mình nhìn thấy trái đất mình gấp 6 lần. Có nghĩa là nó lớn gấp 6 lần. Bình thường mình thấy mặt trăng bằng trái tô, phải không? Vậy thì trái đất mình bằng cái thúng. Cho nên nếu buổi chiều trên mặt trăng mình nhìn cái trái đất mình nó đẹp dữ lắm. Cái thúng mà cái thúng này không phải thúng vàng khè như cái mặt trăng đâu nghe, mà thúng này là một cái viên ngọc bích long lanh nó bay giữa không gian nước á. Nó trao sóng vỗ gió dập được trao. Rồi á, là bóng cây rồi xuống đó nó long lanh ở trên bề mặt đó nè. Ôi ơi, bay ở trên hư không mà nhìn xuống trái đất mình một cái, một là thấy nó lồng lộng, nó nổi 3D mà. Nó lộng đẹp dữ dằn lắm, nên nó nhìn mấy cái sao kia cái là mình lắc đầu luôn, là nó đâu bằng cái trái đất mình. Trời, trái đất mình nhìn vô đẹp dữ lắm. Cho nên mai mốt á, ở trên máy bay á, nhìn xuống không có rõ được cái trái đất. Tại vì nhìn xuống thấy mây không à. Nhưng mà mình ra ngoài không gian nhìn vô trái đất á, là thấy nguyên nó không có mây. À, thấy đốm mà nó long lanh nguyên một cái trái đất mình rộng vậy đó. Bữa nào á, mình bay qua Đông Thắng Thần Châu là Tây Ngu Quá Châu Bắc Cô Lô Châu, hay là mình bay qua mặt trời, bay qua mặt trăng, sao thủy, sao quả, sao kim, sao mộc, sao thổ á, sao thấy âm, thấy dương, là hầu thổ tú ấy, sau đó không có. À, sau đó là sao để cúng sao vậy, cái sao cúng sao nó không có nha. Và kể hồi kể lộn qua sao cúng sao. À, cho nên mình nhìn vô là thấy trái đất mình đẹp ghê lắm, đẹp mê hồn. Nên quý vị, cái ý nghĩa của Quy Y Vong là nó mang ý nghĩa của những cái người bà thân ở trong gia đình của mình thôi. Người ta muốn, người ta thương, là những cái người mà trong gia đình mình là còn sống á, không biết đến Phật Pháp, rồi người ta không có tu hành,
Cho nên đó quý vị, do không biết Phật pháp, không có tu hành, cho nên người nhà sợ người này bị đọa. Nhằm khi không có tu á, cho nên tâm nhằm khi á, lúc khởi lên tâm này, lúc khởi lên tâm kia, lúc khởi lên tâm nọ, sợ bị đọa đi. Cho nên á, là người ta muốn quy y cho người đó. Cái này mang ý nghĩa tình cảm thôi. Chứ trên thực tế, cái người mà chúng ta muốn quy y cho họ đó, họ đâu có phát tâm, mà họ cũng đâu biết mình quy cho họ đâu. Giống như hình như còn người còn sống quy y giùm vậy đó. Rồi bữa đó chùa mình đó có lễ quy y Tam Bảo, thì cô kia có đặt cho cổ là bữa nay con quy y 20 người nghe thầy. Thầy tính đâu bữa đó quy y 20 người thì mình cũng nói là đi lại bàn tiếp lễ đăng ký giờ đó quy y đó. Sao nói quy y 20 người mà sao thầy thấy anh đâu có le que quá vậy? Cái hỏi cổ quy 20 người đâu? Cổ là con đại diện nguyên gia đình con đi y, đi có người thôi quy y luôn 20. Ra trời ơi, quy y đâu phải như vậy. Quy y là ta phải phát tâm, ta quỳ trước bàn thờ Phật, có ông thầy truyền giới, truyền tam quy. Khi người ta truyền là người ta trao, rồi mình đưa tay lên mình nhận, ví dụ đó. Người ta trao, mình đưa tâm ra, mở tâm ra mình nhận. Nhận tam quy là trọn đời con quy y Phật, trọn đời con quy y Pháp, trọn đời con quy y Tăng. Và không ai bắt buộc con cả, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Nên cái chữ tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng là không ai bắt buộc con làm chuyện này cả. Chứ sao quý vị nghĩ là tự quy là lên bàn Phật mình quy không, không cần thầy. Mình hiểu không? Tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng có nghĩa là lòng mình phát tâm như vậy. Chứ không phải ai bắt buộc ép buộc con cả, mà con phát tâm Bồ Đề vô thượng chánh đẳng giác. Cho nên tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng chứ không phải là tự mình làm việc đó. Sao người ta nghĩ là tự mình làm việc đó chứ? Mà này tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng có nghĩa là lòng mình phát tâm quy Phật, Pháp, Tăng mà không ai ép buộc. Chính con thấy cuộc đời này đầy đau khổ, muốn nương tựa Tam Bảo, thì đó tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng. Còn mà về tỳ ni lực tạng ở thế gian thì quy y phải có ông thầy, ông truyền tam quy và truyền ngũ giới cho mình. Thầy đó là Đại Phật Tiên Dương, có nghĩa là thay Đức Phật. Đáng lẽ mình quy y Đức Phật á, nhưng mà Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn rồi, cho nên Ngài phó thác cho đệ tử của Ngài truyền thừa từ tổ Maha Kassapa là tổ Maha Ca Diếp cho tới giờ. Cho nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng có thầy truyền thừa đúng pháp luật ở trong tỳ ni lực tạng. Rồi tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng có nghĩa là lòng mình phát tâm như vậy chứ không ai ép buộc gì cả. Để chi? Để cho thấy là chúng ta tự quay về, có nghĩa là hồi đầu. Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng có nghĩa là hồi đầu, là quay về con đường tu tập nương tựa Tam Bảo mà tu. Ý nghĩa nằm chỗ đó. Cho nên gọi là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ. Nên tự quy Phật, tự Pháp, tự Tăng có nghĩa là lòng mình phát tâm như vậy chứ không ai ép con hết á, không ai bắt con hết, không ai mướn con hết, mà không ai quy y giùm con luôn, mà lòng của con muốn như vậy, rồi là con sẽ làm đúng pháp của Phật. Con đến chùa gặp quý thầy tỳ kheo để truyền tam quy ngũ giới cho con. Sao ý nghĩa đó, chứ đâu không phải là tự quy y là không cần ai. Không phải vậy đâu. Tự quy là mình phát tâm như vậy. Còn ở thế gian thì phải có giới, có luật, có sự và có lý. Nên tự quy là nằm trên lý, còn quy y Phật, Pháp, Tăng là nằm trên sự. Lý sự viên dung nó mới hoàn thiện một vấn đề. Giống hệt như mình có thân và có tâm, các pháp có lý và có sự. Chứ không phải là mình á, là nói rằng á, là chỉ có lý không hoặc không phải sự không. Cái gì cũng vậy á, có tánh, có tướng, có lý, có sự, có thân, có tâm, có danh, có sắc. Tức là trên đời này là gì đó. Cho nên mình quy y còn phải tự quy y. Quy y là trên sự, tự quy là trên lý. Hai cái nó duyên dung với nhau thì mình mới đến được cảnh giới. Giống như là chúng ta quải cái quan gánh ở trên vai của mình. Nếu mà một đầu á, là nặng, đầu sau á, nó rất là nhẹ thì chúng ta đi không được, nó lắc lắm. Cho nên một đầu nặng thì đầu sau nó cũng phải nặng. Hiểu không?
để cho nó đồng, đầu này nhẹ, đầu kia cũng phải nhẹ, để cho nó cân đồng thì mình đi mới được. Chứ còn mà không cân đồng mình đi cũng đâu có được đâu. Và cho nên đó quý vị thấy là việc quy y vong để gieo duyên lành với Tam Bảo thì cũng chưa chắc đã gieo được cái duyên lành. Tại vì phải người đó phát tâm, là phải người đó tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng. Còn quý thầy mới truyền tam quy cho người mất chứ không truyền ngũ giới. Tại vì ngũ giới á là giới tướng, cho nên còn tướng mới có giới tướng. Mà mất cái tướng rồi không có giới tướng, chỉ còn lại là tam quy y thôi. Người mất á, người ta chỉ tam quy y thôi. Rồi nhưng mà ta truyền giới là truyền giới chung vậy đó, rồi ai nhận nhận thôi. Chứ thật ra mất thân này rồi thì giới tướng không có ý nghĩa. Tại giới tướng là còn thân ta mới giữ được cái đó, không thân ta không giữ được cái đó. Cho nên cái người mất thân này rồi thì không phải thọ cái giới tướng như người có thân. Và khi chúng ta thọ cái thân khác thì tùy cái thân nào mà có cái giới tướng y như cái cảnh giới của cái thân đó. Ví dụ như ở chư thiên là người ta sẽ thọ giới khác. Ví dụ chư thiên ở cõi trời, tùy vào cõi trời dục giới có thể thọ giống ở dưới thế gian. Nhưng mà cõi trời á của sắc giới và vô sắc giới, ví dụ như cõi trời vô tưởng thì họ thọ khác. Cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ thì họ sẽ thọ khác. Chứ họ không có thọ giống nhau. Và cho nên mình thấy như vậy là mình biết được rằng là các cõi, cái tâm người ta suy nghĩ khác nhau, cái kiến giải khác nhau, cái hoàn cảnh xung quanh khác nhau, và cấu tạo của cái thân và tâm họ khác nhau. Ví dụ cõi trời phi tưởng xứ có nghĩa là chẳng phải tưởng, chẳng phải không, không tưởng. Rồi cõi trời vô tưởng là cõi trời đó không có tưởng, là không có hình ảnh ở trong tâm. Nên mình không có hình dung ra được cái cõi trời mà không có hình ảnh ở trong tâm. Và cõi trời cũng chẳng có hình ảnh trong tâm, mà cũng chẳng phải chẳng có hình ảnh trong tâm, là phi tưởng, phi tưởng xứ. Cho nên mình ở đây mình chưa đạt đến cái cảnh giới đó. Cho nên là mình mơ mơ hồ hồ về các cái cảnh giới đó. Chứ thật ra quý vị là chúng ta muốn đạt đến cảnh giới đó chỉ có đi tới đó mới biết được thôi. Còn không đi tới đó không có biết được. Cho nên mình bây giờ mà mình bàn về các loài khác, có nhiều người người ta bàn về vong, có nhiều người người ta bàn về là ngạ quỷ, có nhiều người người ta bàn về cô hồn đó. Thật ra bàn không có tới đâu chân á, tại vì nó không phải là cảnh giới của mình. Mình là dữ liệu, toàn là dữ liệu cảnh giới của mình không à. Cho nên mình đem cái cảnh giới của mình để mình so sánh với cảnh giới khác, nó so không có được. Hai cái nó khác nhau, nó không có so được. Cái gì so phải nằm trên một hệ quy chiếu. Ông Albert Einstein cũng nói rồi, cái gì so sánh phải so sánh trên cái hệ quy chiếu, cùng một hệ quy chiếu thì mới so sánh được. Khác hệ quy chiếu không thể so sánh. Cho nên đó quý vị thấy, bây giờ nói vấn đề này đúng. Vậy đúng so với cái gì, sai so với cái gì, chứ không thể nói đúng sai. Cho nên hai người cãi lộn về đúng sai đó, là hai người đó không phải là bậc trí. Là tại vì họ không có căn cứ về một điểm, mà họ căn cứ về cái hiểu của mình. Mà hai người hiểu khác nhau nên hai căn cứ khác nhau, nên cãi lộn hoài không bao giờ kết thúc. Còn họ căn cứ vào một cái gì đó mới có đúng sai. Ví dụ như này, căn cứ trong bộ luật nè, ông nào phạm cái gì thì ông nào cãi được chứ. Tôi căn cứ vào một điểm, có nghĩa là căn cứ vào một hệ quy chiếu. Nên một người mà căn cứ vào một hệ quy chiếu thì lúc đó mới biết được đúng sai. Còn không căn cứ vào bất kỳ một hệ quy chiếu nào thì chúng ta không có biết đúng sai là gì đâu. Mà người ta căn cứ vào sự hiểu biết của mình. Mà mỗi người hiểu kiểu khác nhau thì hai người cự lộn tới sáng luôn, không bao giờ xong được. Ở đâu căn cứ vào cái gì đâu xong. Cho nên nói đúng cũng chưa chắc đúng, mà nói sai cũng chưa chắc sai. Cho nên đó mình phải căn cứ vào cái gì đó. Dù căn cứ vào bộ luật nhân sự, bộ luật hình sự, căn cứ vào gì A, B, C, D, D, F thì mới được. Hết giờ ông ta nghĩ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Và quý vị gặp những trường hợp đó đó, nếu mà thiệt hại tài chánh tiền bạc, quý vị liên hệ với các cơ quan chức năng. Nếu mà quý vị là
Muốn biết rõ thêm chi tiết hãy liên hệ văn phòng chùa Xuất Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến phần quà yêu thương cho mọi người. Tri ân quý vị Phật tử hùng phước xây chùa Phật điện như phòng thuốc Nam hiện pháp, chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.